Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Amy nha. Hôm nay là Amy sẽ vẽ cái hoa cho cô khách này nè. Bây giờ Amy sẽ dùng cái gel đặc nha. Amy vẽ cái nhánh hoa rất là đơn giản đây. Giờ Amy vẽ cái cành này để nó to to ra nha. Rồi bây giờ Amy vẽ cái cành nó chẻ xuống đây. Amy vẽ cái cành nó đổ xuống nha các bạn. Rồi bây giờ mình vẽ cái nhánh ra đây. Đó. Rồi bây giờ cái nhánh nhỏ nhỏ ra đây nè. Đó, cái cành này nè, giống như cành hoa anh đào đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái bông nha. Trước khi em vẽ cái bông em mình sẽ cho hơ một tí đã, tại vì cái màu này là cái gel đặc, mình hơ cho nó ráo để mình vẽ cái bông nó không có bị, mình vẽ cái bông cho nó không có bị rem cái màu nó pha vô. Rồi bây giờ mình vẽ nhánh bên đây. Mình vẽ tương tự thôi, không cần phải nó chính xác y hệt nhau các bạn. Amy muốn vẽ cái cành nó đổ xuống vậy nha. Amy muốn cái cành cho nó nhâm nhâm như vậy đó, cho nó giống thiệt hơn là mình vẽ cái đường mà nó láng quá các bạn, giống như cái hình cái thân cây nó sần sùi đó. Rồi thì mình vẽ ra nhánh cho nó dài dài một tí. Rồi là mình cho hơi bên đây luôn nha. Lại mình xong cái thân này nha các bạn, cái thân rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ em mình sẽ dùng cái màu keo màu hồng mà da thiếp nè các bạn. Em mình sẽ vẽ những cái hoa nha, vẽ những cái hoa nhỏ 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 thôi, tượng trưng cho cái hoa anh đào đó các bạn. Mùa này là mùa hoa anh đào nè. Rồi bây giờ mình vẽ ngay đây nha. Rồi mình vẽ từng cánh nha. Em mình lấy cái cọ cho cái đầu nó nhỏ tí xíu nha các bạn. Cái cọ nó, cái đầu nó hơi to đó, lấy cái đầu nó hơi nhỏ chút. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ nè. Rồi bây giờ mình vẽ đây một cánh này ha. Rồi mình vẽ đây một cái hoa nữa nè. Amy chỉ vẽ đơn giản thôi chứ không có vẽ quá nhiều hoa nha các bạn, cho nó hơi thưa thưa vậy nó mới đẹp. Rồi à, bây giờ Amy vẽ đây miếng nè, cánh da nhỏ thôi. Rồi ở đây miếng nha. Rồi cành hoa anh đào rất là đơn giản. Rồi là mì đã xong đó các bạn. Mì chấm ra đây chút xíu cũng được nè. Các em có thể thêm một chút xíu những cái đường thân đen nữa. Rồi bây giờ mì thêm một tí luôn nè, cho những cái đường thân đen nó chẻ ra, mình nhìn không có thấy cái cành cây mà còi cọc không, cái hoa không. Giống như những cái lá lau ăn đó các bạn. Rồi là mình đã xong nha. Rồi bây giờ qua cái ngón này em mình vẽ luôn cho xong nè. Mình sẽ vẽ những cái cánh hoa ngón này nha. Ngón này là hoa không nha các bạn, không có cành.
câu khách câu ho xong, rồi câu khách câu ho xong mình vẽ được con nước. Rồi lá xìu ha. I'm trying not to cough. I'm. Rồi, giờ mình sẽ vẽ đây nữa cánh. Ok. Và bây giờ mình sẽ vẽ dưới đây nè. Đó, nó rất là đơn giản. Rất là đơn giản các bạn. Rồi, bên đây nè. Mình vẽ nó đổ xuống nó nhỏ nhỏ dần á. Mình sẽ làm cho những cái cánh nó nhăn nhăn đây nè. Chứ mình đừng cái bầu nó tròn quá, nó không có giống dữ. Rồi, tại mình xong nha, bây giờ mình cho hơi tay bên đây. Rồi, bây giờ mình qua tay bên đây thì mình sẽ đi những cái bông giống vậy luôn. Mình đi cái bông nằm ôm theo cái thân nè các bạn. Đây một trái. I don't have any hands, but yes. I have a bottle. That'd be great. Yeah, like choking on my own saliva. Yeah, I mean, said I'm going on. I look like he's filming me, and I'm like, we trust you. We've had that conversation. Đây là mình dán cái đây nha các bạn. When your eyes start watering and you're like. Rồi bây giờ em mình sẽ vẽ thêm chút xíu màu đen nữa. Các bạn cứ thông cảm ha. No, thank you. I'm good. Thank you. Thông cảm với cô khách này. Cô nhúng nhét quá nè. Rồi. Rồi, giờ em mình qua bên đây. When I open it. In a minute. Yeah. Để nó cái bóng banh cho xíu nữa. Rồi bây giờ mình dán cái bên đây nữa nha các bạn. Rồi các bạn thấy rất là đơn giản. It's okay, my lady. I fix it for you later. Okay. I get a new lady for you. Các bạn thấy em rất là dễ, mình vẽ cái màu hồng này nó cũng rất là đậm. Cho nên mình chỉ đi một nước một thôi. Mình đi giống như cái bông nó tủa tủa xuống này các bạn. Rồi đây mình đã xong. Rồi mình đã xong nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai qua bên đây. Cũng như cô khách đời yêu cầu vẽ những cái mẫu hoa vậy đó các bạn. Mình gọi là hoa anh đào đó. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng màu đen nè. Các bạn coi mình chấm ha. Mình đã treo đặt màu đen. Rồi mình chấm một cái chấm nhỏ đó nha. Cái này chấm nhỏ xin mời ra mình chấm mỏng đây nha các bạn. Mình chấm ngay giữa đây tí xíu nè. Rồi đây cũng vậy. Đây là cái bông này hơi to, mày chấm mấy cái nha, nhị màu đen. Rồi đây cũng vậy. Các bạn lấy cái đầu chấm nhỏ thì mình chấm mấy cái nó mới đẹp. Còn cái đầu chấm mà nó to quá mình chấm lên mấy cái nhìn thô dữ lắm các bạn. Rồi là mì đã xong. Rồi bây giờ mì cho hơi bên đây. Rồi qua đây cũng vậy các bạn.
Rồi, mấy cái này thì mì chấm một cái thôi nha. Những cái này trên thân cây nó có màu đen rồi, mì chấm một cái đơn giản thôi. Rồi đây, mì chấm này. Rồi đây mì chấm dài một nè, các bạn thấy không, cái nhị cho nó đẹp, nó nổi lên. Nền trắng bông hồng nhị đen. Rồi đây cũng vậy. Rồi đây một chấm nhỏ sau cùng. Rồi vậy là mì đã xong đó các bạn. Thấy mì vẽ bốn ngón. Rồi bây giờ mì sẽ compare hai bàn tay cho các bạn coi. Đây nó, các bạn thấy hai nhánh hoa anh đào khác nhau. Nhánh này là nó rủ xuống, các bạn thấy là hai cái đi, hai cái đường bông hai bên. Bây giờ mì đã xong rồi, mì cho hai cái tay bên đây nha các bạn. Cái bước sau cùng này mì sẽ bỏ nước nước bóng lên nè. Vậy là mì đã hoàn thành xong cái bộ móng của khách hàng ngày hôm nay, vẽ thiếp màu hồng ba ngón đó các bạn. Để mì vẽ thêm hai ngón, bốn ngón, mỗi bàn hai ngón là blossom flower, là cái mùa hoa anh đào ở Mỹ nha các bạn. Mùa này đã ở dưới thủ đô DC đã hoa anh đào nở rực rỡ rồi. Mỗi năm thì mì cũng đi, nhưng năm nay thời tiết lạnh nó không có đi. Và ngồi nhà vẽ bông hoa anh đào chia sẻ với các bạn rất là căn bản, dễ vẽ luôn. Bây giờ mì xin kết thúc cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Mì thân ái chào các bạn.